Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp đón lộc trời, ngày mai đổi đời giàu to, tiền vàng đứt kép. Vậy thì con giáp nào có số may mắn trùng lớn giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 28 tháng 9 năm 2023, thứ năm dương lịch. Âm lịch là ngày 14 tháng 8 năm 2023, là ngày Kỷ Sửu, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão. Tiết khí, thu phân, ngày trực định. Hôm nay là ngày câu trận hắc đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ và giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay tam hợp với tuổi Tỵ và tuổi Dậu, lục hợp với tuổi Tý, xung với tuổi Mùi, hình với tuổi Mùi và tuổi Tuất, phá với tuổi Thìn. Về ngũ hành niên mệnh, tích lịch hỏa, hôm nay là ngày Kỷ Sửu, tức ngang hỏa. Nạp âm tích lịch hỏa, kỵ tuổi Quý Mùi và tuổi Ất Mùi. Ngày thuộc hành hỏa, khắc hành kim, đặc biệt người tuổi Quý Dậu, tuổi Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa, ngược lại nhờ hỏa khắc mà được lợi. Ngày Sửu, lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ, Dậu thành kim cục. Xung Mùi, hình Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Thìn. Tam sát kỵ tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Quý Mùi và tuổi Ất Mùi. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Ất Mão và tuổi Đinh Mão. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: Mãn Đức Tinh, tốt Vạn Thông Tứ Cát. Tam hợp Mẫu Thương, tốt mọi việc. Sao xấu thì gồm có sao: Đại Hao, Kỵ Khai Thị, Lập Khoán, Giao Dịch, Nạp Tài, Kỳ Phúc, Cầu Tự, Yến Hội, Kết Hôn Nhân, Giá Thú, An Sàng, Phá Thổ, An Táng. Câu Trận, Kỵ Khởi Tạo, Nhập Trạch, Tu Ốc, Giá Thú. Lâm Cách, Kỵ Xuất Hành. Nguyệt Kỵ, Sống Mọi Việc. Trong đó có sao tam hợp là sao Đại Cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Ngoài ra có sao Đại Hao, Nguyệt Kỵ là sao Đại Hung, mọi việc đều kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 28 tháng 9, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như sửa chữa các đồ lặt vặt trong nhà, từ thiện, cầu cúng, thi ân, hành huệ, công quả. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng chính nam để đón tài thần và đi theo hướng đông bắc để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo khổng minh là ngày thiên dương, xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ, mọi việc đều như ý. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 28 tháng 9 năm 2023. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, tam hội nâng đỡ, người tuổi Tý có một ngày khá may mắn. Bạn có thể nhanh chóng bắt tay vào các kế hoạch đã vạch ra từ trước, giành thế chủ động để vượt lên so với mọi người. Vận tài lộc tốt hơn nhờ chính tài che chở, bạn có cơ hội hợp tác với quý nhân, hứa hẹn thu về thắng lợi. Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, vay mượn đoàng hoàng đúng hạn thì mới có thể lâu dài và phát triển lớn.
Bạn mệnh không nên thất hứa, nhất là về đơn hàng, kẻo lần sau đối tác sẽ không tin tưởng, chấm dứt hợp đồng. Nhờ lục hợp, chuyện tình cảm ổn định, không có nhiều thay đổi đáng lo, như con giáp tuổi Tý vẫn lo sợ bấy lâu nay. Nhưng để mọi thứ diễn ra đều quá lâu, thì có thể tương lai hai bạn sẽ có cảm giác nhàm chán. Đừng quên làm mới tình cảm của mình và chớ ngủ quên trên chiến thắng. Với cái tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, hãy nghiêm túc trong công việc. Với cái tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, kẻ xấu bụng đem lòng ghen ghét đố kỵ vì những thành quả mà bạn có được. Với cái tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, có cơ hội hợp tác với khách hàng tiềm năng. Với cái tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, nên tranh thủ tìm kiếm khách hàng, mở rộng quy mô làm ăn. Với cái tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, công việc hanh thông suôn sẻ hơn trước nhiều lần. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 52 và số 49. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy ngũ hành xung khắc, vận tình cảm bị ảnh hưởng xấu. Bởi vậy, nếu có dự định ra mắt hay có kế hoạch gì đó để thúc đẩy tình cảm thì hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để tiến hành, nên thuận theo tự nhiên và tránh việc bàn luận về vấn đề gì đó để hạn chế xung đột. Ngoài ra, tỷ kiên khiến cho vận tài chính của bạn cũng không được tốt và có thể để tuấn mất một số cơ hội. Bởi vậy, chỉ cần một ngày làm việc tận tâm và không cần quá mạo hiểm là đã đủ cho ngày hôm nay rồi. Người giữ vị trí lãnh đạo có lối hành xử khá độc tài. Bản mệnh thường xuyên yêu cầu nhân viên phải nghe theo mọi sự sắp xếp của mình, không muốn nhận ý kiến trái chiều. Hành động của bạn có thể tạo bất mãn trong tập thể, khiến công việc khó đạt được hiệu quả. Với cái tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, công việc chồng chất nhưng chưa tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Với cái tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, tình cảm đôi lứa trục trặc vì chưa có tiếng nói chung. Với cái tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, những tính toán sai lầm dẫn tới cảnh hao tiền hao của. Với cái tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, đề phòng bị lừa gạt, chớ lên tin người thái quá mà tiền mất tật mang. Với cái tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, cẩn thận trọng trong chuyện tiền bạc. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 58. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy chính quan nhập cục, công việc của con giáp này trong ngày hôm nay khá suôn sẻ. Bạn mệnh biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Tinh thần trách nhiệm trong công việc khiến bản mệnh được đánh giá cao. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh thì hôm nay cũng sẽ là ngày giành được những thành quả to lớn. Đón đầu xu hướng, có tầm nhìn xa, bản mệnh làm được những điều mà không phải ai cũng làm được. Nhờ thế mà tiền thu về đầy túi, ai nấy đều phải trầm trồ ngưỡng mộ. Hồng Loan giúp mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn có thể mở lòng với mọi người xung quanh, cho những người thật lòng dành tình cảm cho mình cơ hội tiếp xúc gần hơn. Với cái tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, tài lộc hanh thông nhờ nguồn thu nhập ổn định. Với cái tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, tài lộc vẫn chưa có sự khởi sắc, đầu tư kinh doanh chưa cho thấy hiệu quả. Với cái tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, tình cảm tốt đẹp nhờ được nuôi dưỡng bằng sự tự tin và cảm thông. Với cái tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, giải tỏa được khó khăn về tài chính, chi tiêu rủng rỉnh. Với cái tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim,
thu được một khoản lời lãi khá lớn trong ngày. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 09. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, thiên quan nhập cục khiến vận trình của người tuổi Mão sa sút khá rõ. Ngày này có quá nhiều chuyện xung quanh khiến bạn không thể tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Vì vậy mà hiệu suất sụt giảm, công việc trì trệ. Chỉ cần một chút sai sót, bao cố gắng của bạn bấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển. Tử vi hôm nay còn dự báo tình hình tài chính của bạn xuống dốc không phanh. Bạn gần như đang gặp nhiều bất lợi trong việc kiểm soát nguồn tiền của mình. Nên hãy cố gắng hạn chế chi tiêu nhất có thể. Có vẻ như dịp Tết Trung Thu này đã tiêu tốn của bạn một khoản không nhỏ. Bạn nên đánh giá lại tình hình khách quan hơn. Quả tú khiến cho chuyện tình cảm của bạn chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa cho riêng mình. Nhân duyên chưa tới, bản thân bạn cũng đừng quá nóng vội làm gì. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Với cái tuổi Ất Mão, mệnh thủy, nên tạo cơ hội cho người khác thể hiện quan điểm của mình. Với cái tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, công việc ngày càng nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi. Với cái tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, gia đình là chỗ dựa vững vàng của bạn. Với cái tuổi Tân Mão, mệnh mộc, cần phải chi tiêu nhiều hơn, nhiều vấn đề cần dùng đến tiền. Với cái tuổi Quý Mão, mệnh kim, dễ rơi vài cảnh hao tài tốn của. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 26. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi Thìn thường xuyên bị kẻ xấu hãm hại, gây chuyện thị phi. Tuy nhiên, để tránh mọi việc thêm rắc rối, phức tạp, thì bạn chớ mất bình tĩnh dù có rơi vào tình huống xấu nhất. Ngoài ra, người tuổi Thìn bị hung tinh kiếp tài án ngữ, nên cần phải thận trọng hơn trong các dự định tài chính, đầu tư tiền của. Có những cơ hội kiếm tiền tưởng chừng như đã nằm trong tầm tay, thì cuối cùng lại vượt mất. Nóng vội nhất thời có thể khiến bạn phải trả giá bằng tiền bạc. Trong chuyện tình cảm, bạn luôn gây ra tâm lý cố chấp, nên đôi khi chuyện nhỏ nhặt cũng hóa chuyện lớn và gây áp lực lên chính người thân yêu. Nếu như bạn có cái nhìn đơn giản hơn thì mọi chuyện sẽ dễ bề có được kết quả tốt đẹp. Với những tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, hãy tỉnh táo để đưa ra cách giải quyết chính xác. Với những tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, công việc trì trệ, cấp trên thiếu tin tưởng nên dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Với những tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, tránh tham gia vào chuyện bao đồng. Với những tuổi Canh Thìn, mệnh kim, chuyện tình cảm còn nhiều bấp bênh. Với những tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, dễ bề kiếm tiền nhờ duyên buôn bán, nhạy bén với thời cuộc. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 22 và số 38. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của tam hợp, người tuổi Tỵ rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bản mệnh bắt tay vào công việc được giao ngay mà không hề chần chừ hay do dự chút nào. Nhờ vậy, bạn tiết kiệm được kha khá thời gian để hoàn thành sớm nhiệm vụ cũng như giúp đỡ người khác xung quanh. Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Tỵ rất có thể sẽ đưa ra những ý kiến đóng góp hữu ích cho tập thể vào ngày hôm nay. Hãy mạnh dạn nêu quan điểm của bản thân, nhiều khả năng bạn sẽ được cấp trên đánh giá rất cao. Bạn là con giáp thành danh nhờ vào bản lĩnh, chứ không phải vì đã ngồi trên đống vàng. Ngũ hành tương sinh, đường tình duyên trong ngày hôm nay của con giáp này tiến triển tốt đẹp. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng bền chặt, nhờ cả hai kiên nhẫn và thấu hiểu nhau trong mọi hoàn cảnh. Cũng nhờ vậy, hai bạn có thể vượt qua được mọi vấn đề và thắt chặt tình cảm hơn. Người độc thân cũng thúc đẩy được nhân duyên, sớm tìm được một nửa phù hợp. Với những tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, tài chính ổn định, cuộc sống được đảm bảo. Với những tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, nên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp trong công việc. Với những tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, tìm hiểu kỹ càng trước khi cho ai đó vay tiền, chớ nên cả tin. Với những tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, tình yêu có thể làm cho chúng ta mù quáng. Với những tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, khả năng tính toán nhanh nhạy giúp tiền đẻ ra tiền. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 96. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, cục diện tương hại nhắc nhở con giáp này cần tiết chế cảm xúc hơn. Bạn không thể muốn gì là nói nấy mà không suy nghĩ cẩn thận đến cảm nhận của người xung quanh. Có những lúc sự thẳng thắn quá mức của con giáp này khi nói ra những ý kiến của mình, vô tình đã đắc tội với kẻ tiểu nhân, lòng dạ nhỏ nhen. Chỉ những hiềm khích nhỏ cũng có thể tạo nên mâu thuẫn lớn. Chính ấn mang lại dấu hiệu đáng mừng cho con giáp tuổi Ngọ. Bạn có thể giải quyết những công việc còn dở dang trước khi bắt tay vào những dự án mới. Bạn cũng có thể tận dụng thời gian này để dàn xếp những mối quan hệ thiếu ổn định, những bất hòa chưa được tháo gỡ để đưa mọi thứ trở về trật tự vốn có. Ngũ hành tương sinh giúp cho đường tình duyên của những chú tuổi Ngọ càng ngày càng hài hòa hơn. Con giáp này may mắn luôn có một người ở bên động viên, chia sẻ mọi vấn đề gặp phải. Nhờ vậy, bản mệnh như được tiếp thêm động lực để phấn đấu hơn nữa. Với những tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, tiền có trong tay đừng chủ quan kẻo đánh mất lúc nào không hay. Với những tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, nên hướng tới những khoản đầu tư dài hạn. Với những tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, có thể mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực mới. Với những tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, hãy mở ra cơ hội cho đối phương. Với những tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, hãy bám chắc vào thực tế của tình hình. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 32. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, cục diện tương xung là điềm báo tranh cãi, xung đột có thể xảy ra với người tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Bạn dễ xích mích với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ, thậm chí nghiêm trọng hơn còn dẫn tới xô xát, ẩu đả, làm tổn thương thân thể, vướng vào vòng lao lý. Do đó, trong bất cứ tình huống nào cũng nên giữ một cái đầu lạnh để có cái nhìn rõ ràng về vấn đề. Tỷ Kiên gây rối nhắc nhở tuổi Mùi cần hạn chế lo chuyện bao đồng.
bạn nên giải quyết hết công việc của mình trước khi lo chuyện người khác. Nếu không, bạn có thể bị khiển trách vì việc mình vẫn còn dở dang, bừa bộn. Bạn vốn là người năng động và nhanh nhẹn, nhưng cũng dễ bị kích động. Đừng để sự nóng vội chi phí đầu óc của mình và vô tình gây ra những hành động không phải phép. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải hết sức bình tĩnh. Với cái tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, khi bán hàng hay ký kết hợp đồng cần kiểm tra cẩn thận. Với cái tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, sẵn sàng đối mặt với các thách thức. Với cái tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, cảm nhận mỏi mệt khi nhắc đến tiền bạc. Với cái tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, tình cảm có thể thay đổi nhưng lòng người đừng thay đổi. Với cái tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, tâm trạng bất ổn trở nên dễ cáu giận hơn. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 42. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, thương quan khuyên bạn, dù khó khăn đang bày ra trước mắt, bạn cũng chớ vội thất vọng hay nghĩ đến việc bỏ cuộc. Chỉ khi có đủ lòng kiên nhẫn và sự vững vàng trước sóng gió, bạn mới có thể làm lên nghiệp lớn và đạt được cái đích mà mình hướng đến từ trước. Bạn cũng sẽ được nhiều người giúp đỡ thôi. Hôm nay cũng là ngày người tuổi Thân dễ bị mất tiền vì những lý do trời ơi đất hỡi mà chính bạn cũng không thể nào giải thích nổi. Hãy rút kinh nghiệm và tránh xa những ai thường mang rắc rối về tiền bạc lại cho bạn đi nhé. Vận trình tình cảm tươi sáng nhờ thiên hỷ. Không dễ để chê trách con giáp tuổi Thân. Bạn vô cùng khéo léo trong việc ngoại giao, chẳng để ai phải chịu thiệt bao giờ. Chơi với người khác có thể bạn sẽ phải lăn tăn, nhưng chơi với người tuổi Thân thì bạn chẳng phải lo, họ trung thành và uy tín. Với cái tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, nhân duyên vượng, nhận được lời hỏi thăm của người khác. Với cái tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, tỉnh táo trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Với cái tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, công việc lao đao vì cạnh tranh tăng lên. Với cái tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, dễ gặp phải trục trặc trong công việc khi hung tinh bủa vây. Với cái tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, tình yêu chẳng thể nào có thể nói dối. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 00 và số 66. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, nhờ cục diện tam hợp thái tuế, người tuổi Dậu nhận được cơ hội được cất nhắc trong ngày hôm nay. Cấp trên đánh giá rất cao những gì bạn làm được từ trước tới nay và quyết định dành cơ hội để bạn có thể thể hiện khả năng của mình, đồng thời cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp. Bên cạnh đó, thực thần trao cho những chú Dậu nguồn tài lộc dồi dào. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì không khó để thu nguồn lợi lớn về cho mình. Nhạy bén để nhìn nhận thời cơ, quyết đoán để đưa ra lựa chọn và kiên định với mục tiêu của mình, bản mệnh sẽ không thấy hối hận vì những quyết định của bản thân. Ngoài ra, có ngũ hành tương sinh thì bạn không cần phải lo lắng gì hết, vì hiện tại mối quan hệ của bạn và người ấy đang rất bền chặt và có tiềm năng phát triển tốt hơn. Nếu còn độc thân, tin vui là tình yêu sắp sửa tìm đến gõ cửa bạn, và nếu đã sẵn sàng thì hãy cởi mở đón nhận nó. Với cái tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, thu về một khoản tiền kha khá, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với cái tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, nên mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất. Với cái tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, gặp nhiều vấn đề rắc rối liên quan đến tình hình tài chính. Với cái tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, các dự định hợp tác, ký kết hợp đồng đầu tư đều diễn ra suôn sẻ. Với cái tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, chưa đủ nghiêm túc chân thành trong chuyện tình cảm.
Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 81. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tuất vốn dĩ là con giáp có năng lực, nhưng hôm nay gặp kiếp tài nên sự nghiệp bị hãm. Bạn phải chịu đựng những áp lực vô cùng lớn từ cấp trên. Trong ngày này, công việc đã đổ lên vai, đi làm dễ cãi nhau với quản lý và đồng nghiệp vì ức chế không công bằng. Tử vi hàng ngày cho thấy, hôm nay con giáp tuổi Tuất nên cẩn thận với tiền bạc. Nếu không cẩn thận, bạn có thể mất đồ, mất tiền và ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch tài chính của bạn. Có những người phải chi những khoản bất ngờ như cưới hỏi, thăm người ốm khá tốn kém và là những việc bạn không thể nào trốn tránh được. Cục diện tương hình, chuyện tình cảm của con giáp này có dấu hiệu bất ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Hãy kìm nén cơn nóng giận, đừng nói năng hoặc hành động theo cảm tính khiến nửa kia tổn thương. Với những tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, mâu thuẫn tình cảm bùng nổ ngoài ý muốn. Với những tuổi Bính Tuất mệnh thổ, kế hoạch đi chệch hướng so với dự tính ban đầu. Với những tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, cần nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn. Với những tuổi Canh Tuất mệnh kim, có thể gặp phải nhiều rắc rối trong công việc. Với những tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, tìm người sẽ khiến cho bạn bị mất tiền. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 98. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, được tam hội che chở, tuổi Hợi được quý nhân phù trợ, làm gì cũng êm xuôi. Thậm chí trong một vài nhiệm vụ vốn luôn khiến bạn e dè về mức độ thử thách, nhưng hôm nay tuổi Hợi cũng có thể vượt qua dễ dàng nhờ có người tốt bụng nhắc nhở hoặc hỗ trợ bạn một tay. Đối với chuyện tình cảm, đừng để mình đi riêng con đường quá lâu. Có thể bạn có cá tính, nhưng cũng nên dung hòa nó với mọi người. Có như vậy mới mang lại tiếng nói chung trong mối quan hệ tình cảm và dễ tìm được người ưng ý, hợp nhân duyên. Cũng may trong ngày có các thần thiên tài che chở, giúp cho bản mệnh tìm được vận may về tài lộc. Người làm công ăn lương sẽ có thêm một khoản thu nhập phụ. Người kinh doanh buôn bán, mua may bán đắt, lợi nhuận thu về gấp đôi gấp ba so với lúc bình thường. Với cái tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, tình cảm cần sự chân thành để luôn bền vững. Với cái tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vận may. Với cái tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, có nguồn lực tài chính khá vững vàng. Với cái tuổi Tân Hợi mệnh kim, tránh để công việc và nỗi lo thường nhật ảnh hưởng đến tinh thần. Với cái tuổi Quý Hợi mệnh thủy, công việc càng ngày càng tiến triển. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 56. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 28 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới
luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.